Tại vì sao? Con còn lý do nào chính đáng để nói với má? Bởi vì con suốt 4 năm qua con đã không học quản trị kinh doanh má à. Con chỉ học thanh nhạc và sáng tác thôi. Hả? Con nói sao? Con nói lại cho má nghe coi nào. Dạ thưa má, con đã lớn rồi, con có quyền quyết định cho tương lai của mình. Con xin má, từ nay trở đi má đừng bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của con nữa. Con giỏi lắm, con dám lừa dối má. Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, con không cần đến má nữa phải không? Má, con không có ý như vậy. Được rồi, con muốn đi theo con đường của con thì con cứ việc, nhưng từ nay má sẽ không cho con một xu. Rồi sẽ có ngày con chứng minh cho má thấy sự lựa chọn của con là đúng. Con đứng lại, để chìa khóa xe cho má. Để coi, không có tiền, không có xe, rồi con có làm nghệ thuật nổi hay không? Trời ơi, sao tôi khổ như vậy? Ba thật mình ơi, sao ông lại bỏ tôi mà đi? Tôi có lỗi với ông nhiều lắm. Tôi sanh con mà không dạy được nó ông à. Bao nhiêu năm qua ông có biết tôi đã cô đơn và mệt mỏi biết dường nào không? Tôi những tưởng là mình cố gắng như vậy là vì con, vậy mà bây giờ ba má đã không cần. Sự cố gắng của tôi có còn ý nghĩa gì không? Ông cho tôi biết đi, tôi phải làm sao? Tôi biết phải làm sao đây. Cô uống nước đi, cô đừng khóc nữa. Cô khổ quá chứ. Thôi cô đừng buồn nữa, rồi sẽ có lúc anh Minh hiểu được nỗi lòng của cô, anh sẽ nghe lời cô mà. Cô uống nước đi. Đừng buồn quá, hại sức khỏe lắm. Từ từ rồi cũng có cách giải quyết mà. Chuyện tình mình chắc tôi quên câu chuyện. Cô không ngờ nó lại dám lừa dối cô mà đi học nhạc. Cơ nghiệp này chắc con được tiêu tan. Lẽ nào cô lo lắng như vậy là sai? May mà hồi chiều có cháu Thế Quốc Minh cùng cô tiếp khách. Dạ, thì cháu cũng liều mình, hiểu gì biết gì nói nấy thôi. À, cô, nhưng mà cô giới thiệu cháu là gì với họ mà họ cứ hỏi chuyện cháu học hành ở nước ngoài, cháu ngại quá. Thì cô cũng nói đại, cháu là bạn học của Quốc Minh ở bên Úc, cũng giỏi như nhau thôi mà. Dạ. Cô vừa có ý định này,
mà chỉ có cháu mới giúp được cô thôi. Dạ, chuyện gì vậy cô? Cô sẽ bắt Quốc Minh đi học lại, nhưng cô lại sợ nó lừa dối cô. Cháu phải đi học chung với nó giùm cô nha, để ý giám sát nó giùm cô. Tiền học phí cô sẽ lo hết nha. Cháu giúp giùm cô nha. Dạ, nhưng mà cháu cũng sắp từ trường rồi, cháu sợ là đâu có thời gian giúp cho cô. Học ban đêm, cháu có thể đăng ký học ban đêm. Cháu tìm hỏi giúp cô xem có chương trình nào phù hợp không. Gấp gấp nha. Dạ, hồi nào tới giờ cháu chỉ học chương trình của trường nên cháu cũng không biết. À, trước kia có một chị lớn hơn ở cùng phòng với cháu, chị đã đi làm rồi, cho nên cháu sẽ biết nên học cái gì. Để cháu hỏi thử chị giùm cha. Chị thì tốt quá rồi. Nhớ nha, nhớ giúp giùm cô nha. Dạ. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Ừ, để đó gì. Bữa nay con vô trường sao? Dạ không, hôm nay con về ký túc xá có tí việc. Bữa nay lạ ghê, sáng giờ không thấy cô Bích Ngọc với cậu Quốc Minh xuống ăn sáng. Hồi hôm á, anh Minh á bị cô Ngọc la quá trời, bộ gì không biết sao. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, vì ngủ sai quá, đâu có biết gì đâu. Hồi hôm á, thấy cô Ngọc buồn lắm, chắc là không ngủ được. Con ở đây á, lát Quốc Minh xuống á, hâm nóng thức ăn lại giùm. Dì lên trển con cô Ngọc làm sao. Dạ. Anh vô ăn sáng đi. Để hàng hâm nóng thức ăn cho anh nha. Thôi khỏi, bây giờ chắc anh nước cũng không nổi đâu. Hàng cho anh xin lên nước được rồi. Dạ. Nè anh. Cảm ơn. Ủa, má chưa xuống hả? Dạ. Vì sao mới vừa lên kêu má anh rồi? Cảm ơn Diễm Hằng tối qua đã an ủi má anh. À, sao anh biết? Chắc tôi chết mất chị Sáu rồi. Bao nhiêu kỳ vọng và niềm tự hào của tôi bây giờ sụp đổ hết rồi. Con với cái Quốc Minh nó đâu phải là đứa hư hỏng gì, chẳng qua là nó muốn làm theo sở thích của nó thôi. Chứ tôi thấy nó cũng thương và lo cho cô lắm. Nếu nó thương tôi thì tôi đâu có phải khổ sở như vậy. Từng này tuổi rồi, tôi phải lao tâm khổ tứ là vì ai? Thôi mà, cô đừng có giận nữa. Từ từ rồi khuyên nhủ nó. Lần này tôi phải thật cương quyết mới được. Tôi sẽ có biện pháp cứng rắn cho chị coi. Chào cả nhà. Mới đi có mấy tháng mà làm như mấy năm rồi cũng bằng á. Qua đây. Nè, Diễm Hằng dạo này lên ghê ta. Thằng Hiệu đó nha. Thằng Hiệu là sao chị? Trời ơi, nhỏ này quê hết sức. Thằng Hiệu mà cô không biết, Hàng Hiệu là hàng có cái hiệu. Rồi à. Cũng mấy hãng nổi tiếng. Nhìn đơn giản vậy chứ mắc lắm á. Em có biết đâu, cô sắm sao thì em mặn vậy. Mà thôi,
đừng nói chuyện của em nữa. Nó về quê rồi, thôi qua đây ngồi chơi với chị đi. Đi không qua tôi ngồi đây. Em đi á mà nhớ nhỏ Hương với mấy chị quá chừng. Lúc trước á, vì sao giúp việc bị gãy tay cho nên em phải đỡ giúp việc cho dì. Muốn về ký túc xá thăm mấy chị mà đi đâu có được. Ai biểu nhiệt tình quá mức làm gì? Nhân viên văn phòng mà bao lương công việc ưu xin thì người ta cũng trả cho mình hai đầu lương chứ bộ. Cầu cho có công việc để mà làm, dù gì á cũng tốt hơn mấy công việc trước đây. Hèn gì mà bà chủ o bế quá chừng. Con nhỏ này thì cũng như mà làm công việc nhà thôi, chứ ba sao bị gãy tay như vậy mình bỏ sao đành. Diệm Hằng nghĩ phải đó, làm người á phải có trước có sau. Mình không tính toán với người ta, có mua ai tính toán với mình. Đúng đúng. Phải không em? Chính xác. Dạ. Thật tình thì lần này em cũng gặp Mai. Cô thương em lắm chị à. Ở nhà cô á có đủ máy móc văn phòng và máy vi tính nữa. Wow. Em không biết gì thì cô hướng dẫn cặn kẽ. Được như rửa, chị cũng chúc mừng cho em. Có chuyện này em muốn hỏi chị. Chuyện chi? Em cứ nói đi. Chị có biết ở đâu dạy quản lý điều hành không? Nói chung là khóa học nào để học làm giám đốc á. Cái gì? Đừng nói là Diễm Hằng của chúng ta chuẩn bị làm giám đốc đó nha. Chán quá đi. Đoán già đoán non, đoán trật lất rồi. Là vậy. Cô Bích Ngọc á có một người con trai. Rồi cô muốn á anh này á quản lý công ty. Nhưng mà anh chỉ thích đi theo ca nhạc thôi. Cho nên cổ nhà hàng tìm giúp. Sẽ có khóa học nào ngắn hạn hôn á. Ra là nữa. Tưởng mommy học làm giám đốc chị cũng hết hồn. Mày khoa học như rửa thì bảo đăng đầy ra. Có một số lớp do người nước ngoài mở dạy, chỉ dành cho các lãnh đạo cao cấp hoặc là các giám đốc thôi. Nhưng mà học phí tính bằng đô la. Đắt lắm. Vậy hả chị? Ừ. Mình có thể lên mạng tìm các thông tin đó không? Có chứ. Để chút nữa chị lên trang web, chị tìm cho em mấy trang rồi chị em. Dạ, cảm ơn chị. Hả? Cái gì? Mày có phải trở về liền không? Không, tao xin cô bữa nay về trễ. Vậy mình xuống căng tin ký túc xá một chút nha. Em xuống căng tin chút, lát nữa em quay lại. Ừ, em cứ đi đi. Lạc nữa gặp. Dạ, nghỉ. Ê, nhớ mua bánh nha. Con đấy. Nè, nè, tao nói thiệt á. Dẹp Mai. Nhớ rồi. Ký túc xá lúc này coi được quá. Căng tin cũng được sửa lại khang trang hơn trước nhiều. Mày hôm nay làm sao vậy? Thấy có vẻ không bình thường. Hằng nè. Nếu tao và anh Dương yêu nhau thì sao? Trời đất, mày giỡn hả? Không có giỡn đâu. Hôm đó em xin em đừng đi, hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Mong anh mơ từng đêm thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Cô... chuyện xảy ra vào hôm sinh nhật anh Dương. Từ sau bữa đó, thỉnh thoảng anh rủ tao đi chơi.
Dù biết là anh còn thương mày lắm, nhưng không hiểu tại sao tao không thể từ chối anh. Mày nói thiệt đi Hằng, nếu lỡ mà tao yêu anh Dương, mày có trách tao không? Sao tao lại trách mày? Không trách tao thiệt chứ. Nếu mày thật lòng thương ảnh và có thể mang lại hạnh phúc cho ảnh, thì tao còn phải cảm ơn mày nữa. Anh Dương là một người tốt. Đối với tao, ảnh vừa là một người anh, vừa là một ân nhân. Nhưng giữa tao và ảnh rồi còn mâu thuẫn với hai bên gia đình, rối ren lắm. Tao cũng không biết tại sao nữa. Có thể anh Dương chưa yêu tao, nhưng đối với tao, nó cứ như là tình yêu sét đánh vậy đó. Nói ra mày đừng có cười, tao cứ như bị hớp hồn á. Nhiều lúc á, tao cứ thắc mắc tại sao mày cứ dửng dưng trước ảnh. Đôi lúc tao còn thấy ghen với mày nữa đó. Tao cũng là con gái, trước một người con trai lịch thiệp, tốt bụng như anh Dương, thì làm sao tránh khỏi không rung cảm. Nhưng giữa tao và anh Dương có nhiều rào cản, cho nên lý trí của tao nó mạnh hơn. Tao chỉ sợ là... Sợ gì? Mà thôi. Chuyện tình cảm rất khó lý giải, mày cũng phải cẩn thận, đừng để ảnh hưởng tới chuyện học đó. Mày không trách tao thiệt chứ? Thiệt mà, mày yên tâm, mày cũng là ân nhân của tao mà. Ai lại đi trách ân nhân của mình bao giờ chứ. Nè, đây là số tiền tao gửi trả lại cho mày. Trời ơi, giỏi dữ ta. Mới có 3 tháng mà kiếm được bao nhiêu rồi hả? Ngoài lương ra cô có thưởng thêm. Đỡ cái á là tao ở đó, vì vậy á không tốn bất kỳ chi phí nào nên mới đây giành được. Ừ, vậy cũng được á. Mà dạo này má mày thế nào rồi? Có tin tức gì ở Vĩnh Long không? Hôm trước tao có điện thoại về, má tao khỏe nhiều rồi, hổm rày cũng làm mức trở lại, còn gánh bánh xèo thì tạm dẹp. Diễm Thu lúc này á chững chạc hẳn, ngoài giờ học còn biết dạy kèm mấy đứa con nít trong xóm. Hay, lúc này tụi nhỏ ngoài quê mình á tiếp cận công nghệ thông tin nhanh ghê. Diễm Thu còn hẹn với tao mỗi tối chủ nhật lên mạng chat với nó cho đỡ tốn tiền điện thoại nữa. Phải vậy chứ, thời đại công nghệ thông tin mà. Mày đã vô trường xem thông báo chưa? Có thời khóa biểu chưa? Tuần sau là tập trung rồi, vẫn học theo tín chỉ. Ừ, còn chạy show được mà. Tao chỉ mong mau mau ra trường để kiếm tiền phụ gia đình. Đầu năm nay mà đóng học phí chắc lại mất vài triệu nữa, tao lo quá. Còn tốn kém dài dài. Nhiều khi thấy người ta giàu có, xe hơi nhà lầu, thấy ham. Còn tụi mình á, có mỗi chuyện đóng học phí, không bằng cái phẩy tay của người ta mà lo lên lo xuống, chán thiệt. Thôi, đừng nghĩ vậy. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Đâu phải người giàu mà sung sướng đâu. Như cô Bích Ngọc chỗ tao làm nè, tao phải thật sự khâm phục cổ. Là phụ nữ mà điều hành cả một công ty như vậy đâu phải dễ. Cơ ngơi làm ăn đồ sộ như vậy. Nhưng cô vẫn có những nỗi khổ tâm của mình. Nhiều khi tao thấy thương cô ghê. Vậy sao? Ừ.
Vậy mà tao cứ tưởng là những người có tiền họ sung sướng lắm chứ. Có ở trong hoàn cảnh của người ta thì mình mới hiểu được. Hồi trước, nhiều lúc túng quẫn quá, tao cũng nghĩ như vậy. Nhưng được tiếp xúc nhiều rồi, mình mới biết á là cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ. Đúng là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Mày nói chuyện cứ y như bà cụ non vậy. Hổm rày học được mấy sàng khôn rồi. Được cả thúng luôn. Thôi, ăn lẹ lên đi. Tao còn vô gặp chị Mỹ lấy địa chỉ nữa. Mày lên phòng đi. Hổm rày á, tao cứ canh cánh là mày trách tao với anh Dương. Làm tao... Mày không giận, tao nhẹ cả người. Tính tiền chị ơi. Dạ. Để tao trả cho. Ủa, chị Mỹ, em định lên phòng nè. Trưa nay chị gọi hàng ăn cơm, sẵn chị cầm dọn cho em luôn. Trời, nhiều quá. Cảm ơn chị. Chị chuẩn bị hồi nào mà nhanh vậy? Chị cũng thích lập học ni lắm, nên là sưu tầm lại. Nhưng mà học phí cao quá nên chưa học được. Vậy là em gặp Mai rồi, hỏi trúng người rồi. Thôi chị đi nghe hai đứa. Dạ, cảm ơn chị. Chị Mỹ, chị rửa. Chị hẹn với anh nào mà hối hả quá vậy? Anh mốt. Nhiều chuyện. Chị đi hả? Dạ, dạ. Bà Mỹ này á, thấy vậy cũng tốt bụng lắm. Hồi đầu chưa biết, ghét bà dễ sợ. Thôi đi cô nương, cái tật không bỏ, yêu dội ghét vàng. Thôi, mày lên phòng đi, cho tao gửi lời chào Thủy Tiên. Tao về nha. Thứ hai tuần này vô trường sớm nha. Tao đi nha. Nhỏ thằng khéo léo dễ thương như vậy, chết mê chết mệt. Ủa, sáng nay xe hộp của mày đâu mà đi chung với lại Thiệu Hưng vậy? Bà già tịch thu rồi, còn hứa hẹn phong tỏa kinh tế nữa. Chết chưa? Rồi mày tính sao? Tính sao cái gì? Thì tụi bay không có bà già lo mà còn sống được, chẳng lẽ Quốc Minh này lại không? Nhưng tụi này là khác rồi nha. Kẹt lắm đi hát đám cưới cũng còn được. Chẳng lẽ con trai cưng của bà giám đốc công ty Long Phụng Quốc mà đi hát đám cưới kiếm tiền sao? Thằng Hưng nó nói phải đó mày. Nhầm tháng kẹt không có tiền xài, mình đi đánh đàn ở mấy phòng trà cũng xong chuyện. Còn mày đâu có dễ gì. Chào chị. Chào Mỹ cưng. Dạ chào chị. Sao? Thấy có hài lòng không? Dạ. Được. Dạ được lắm chị à. Đây chỉ là phòng tập thôi, còn phòng thu chị đầu tư cả mấy tỷ lận. Dạ. Máy móc thiết bị toàn là đồ xịn. Mấy em uống nước đi. Dạ. Rồi qua chơi một vài bản ruột cho chị xem cái style của mấy em có ăn khách không. Cái dạ đi. Vậy thì bây giờ tụi em sẽ hát cho chị nghe thử bài tụi em mới sáng tác. Dạ. Mời. Đi, đi. Anh
chưa. Người mới cho anh lắm những vô thân và anh ta lặng ngày yên giấc những năm tháng vàng son, vàng son một ủa, sao vậy? Sao vậy? Sao vậy chị? Ủa sao vậy chị? Có vấn đề gì không chị? Trời ơi, chị đã nói rồi, phải sốc, sốc. Không có làm như vậy thì làm sao mà ăn khách được? Bộ các em tưởng dễ dàng khiến người ta bỏ mấy chục ngàn ra mua một cái vé lắm sao? Em thấy bản nhạc này chơi tốt lắm mà chị. Trời ơi, kinh nghiệm xương máu đầy mình đây nè, mà nói không chịu nghe. Em nghĩ sân khấu cũng cần đa dạng chứ, chẳng lẽ lúc nào cũng cần phải sốc như chị nói sao? Chị nghĩ chúng ta lập ra nhóm nhạc, mục tiêu chính là để kiếm tiền và để nổi tiếng. Chúng ta phải đi lưu diễn khắp toàn quốc, cho nên chúng ta phải nắm đến thị hiếu của khán giả, phải lựa những cái bài thật là sốc. Thậm chí mới nghe cái tựa là sốc ngay từ đầu rồi. Như là Anh cam tâm làm người đến sao, hay là Thà là chịu tiếng ngu khờ. Nghe xong không? Xong không? Điển trai như tụi em mà hát mấy cái bài này, bảo đảm từ mấy em tuổi teen cho đến mấy bà 40 tuổi đều chết mê chết mệt luôn. Các em phải biết khôn ngoan mà nắm bắt thị trường. Có nhiều ca sĩ cứ phải cho là thế này mới là nghệ thuật, thế kia mới là tiêu chuẩn. Nhưng thật sự được bao nhiêu người biết thưởng thức cái nghệ thuật đó? Trong khi ca sĩ của chị nè, show thì kẹt cứng luôn, chỉ cần hát cho sốc, phong cách biểu diễn là ăn mặc thiết thiết là gây ấn tượng, là khán giả họ chịu liền. Có thể là chị nói đúng, nhưng dù sao tụi em cũng có quan điểm riêng và muốn xây dựng phong cách riêng cho mình. Không được, các em đã hợp tác với chị rồi thì phải nghe theo lời của chị. Dẹp hết, không có phong cách riêng chung gì ở đây hết á. Bây giờ nè, các em thử hát bài Anh cam tâm làm người đến sao theo sự chỉ đạo của chị. Chị ơi, hay là như vậy nha, chị để tụi em hội ý với nhau rồi sẽ biểu diễn thử cho chị coi sao nha. Ok, tùy tụi em thôi. Đi. Bây giờ tụi mình tính sao? Chỗ quen biết với mày, tao không muốn mất lòng, nhưng trình diễn cái kiểu đó tao thật sự không chấp nhận được. Hay lại vậy, mình thử chịu ý chị Đại Trang coi thế nào. Tụi bay không đi tỉnh biểu diễn tụi bay không biết, bả cũng có lý do của bả. Tụi mình học được bài bản chứ mà ra biểu diễn thử coi, chưa chắc ăn bằng mấy ca sĩ tay ngang mà chịu hát nhạc sốc. Nhưng mà tao nghĩ nghệ thuật đích thực có giá trị của nó, đâu phải người dân tỉnh là không biết thưởng thức nghệ thuật đâu. Tụi bay không thấy sao? Nhạc nước ngoài hay thì mình vẫn thấy là hay, và mình cũng biết thưởng thức từ trước tới giờ đó thôi. Ý của bà nói là tụi mình đem nghệ thuật ra kinh doanh vậy mới chết chứ. Trước đây tụi mình thành lập Lốc Xoáy là vì mình yêu nhạc. Cái tên Lốc Xoáy cũng như là thể hiện phong cách bốc rốc của tụi mình. Theo mình nghĩ là nên thuyết phục chị Đại Trang, chứ theo cách của chị Đại Trang mình thấy không ổn. Thuyết phục ai chứ thuyết phục bà Đại Trang là bó tay rồi. Bà đã từng lăng xê nhiều người, nói bà đâu có chịu nghe. Bây giờ tao muốn làm một điều gì đó để chứng minh cho má tao biết là con đường lựa chọn của tao là đúng. Nhưng trước tình hình này bế tắc quá. Mình nghĩ là thà mình tìm một cơ hội nào khác đi.
Chứ mà o ép kiểu chị Đại Trang thì mình không khác gì cái máy hát hết. Tao nóng lòng để làm một điều gì đó, nhưng tình thế này thì tao đành rút. Tụi bay thấy sao? Ok, rút. Nhất trí. Mình sẽ kiếm cơ hội khác. Hoàng Thái, mày nghĩ sao? Có kẹt gì không? Nhóm của tụi mình trước giờ vẫn coi Quốc Minh là leader. Mình luôn tin tưởng quyết định của Quốc Minh. Thôi, các bạn chờ mình một chút. Bây giờ mình sẽ vô nói chuyện với chị Đại Trang ha. Ok. Ok. Ừ. Hôm nay Diễm Hằng đâu thấy ăn cơm chị? Hôm nay cô đi học lại, vừa mới về tức thì. Dạ, thưa cô, cháu mới về. Ngồi ăn cơm luôn đi cháu. Dạ. Dạ con. Quốc Minh ăn chưa chị? Cả tuần nay cậu Quốc Minh không ăn cơm nhà. Nghe chị. Cô Ngọc nè, bộ hai mẹ con tính giận nhau hoài sao? Vậy chứ không lẽ tôi phải đi năn nỉ nó. Tại vì tôi thấy tối hôm qua cậu Minh về thái độ lạ lắm. Cậu cứ buồn buồn. Mấy lần cậu cứ đi qua phòng cô, thấy cô đóng cửa, rồi cậu lại thôi. Suốt từ tối tới giờ cậu không ra khỏi phòng. Tôi bưng cơm á vô đoạn sáng lên, kêu hoài cậu không mở cửa. Trời đất, sao chị không nói sớm? Tôi... Quốc Minh mở cửa. Chuyện gì vậy má? Không có gì. Anh Minh có sao không cô? Nó chưa có chết đâu. Mọi người cứ ăn cơm đi. À cô à, mấy khóa học mà cô nhờ cháu hỏi hôm trước á, cháu hỏi rồi, có nhiều chương trình hay lắm. Vậy à, nhưng cũng có ít gì nữa đâu. Cháu thấy đó, mẹ con gì mà nói chuyện với nhau ba câu đã cãi nhau. Còn với chả cái, càng lớn càng khó vậy. Con người ta chứ đâu phải sỏi đá đâu mà cô nói vậy. Chị cứ mặc kệ nó, để coi nó nhìn được mấy ngày nè. Thôi ăn cơm đi. Chẳng lẽ mình dễ dàng chịu thua như vậy? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. À. Mặc kệ nó. Tôi còn lạ gì nó nữa. Chuyện này đừng có hòng mà làm đủng làm điệu với tôi nữa. Sao tôi lại có thể sanh ra một thằng con bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ đến như vậy cơ chứ. Thôi cô, dạ xin phép cô cho con lên phòng ạ. Ừ, anh ơi, trời ơi, anh bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện không? Chuyện nhỏ mà. À, Hằng lấy giùm tôi chai thuốc sát trùng và cả bông gòn ở trong ngăn tủ á. Dạ. Trời ơi, sao anh dại dột quá vậy? Ủa, bộ tưởng anh tự tử hả? Anh không muốn chết sớm vậy đâu. Dù gì cũng còn chưa có người yêu mà. Em xin lỗi. Em sợ máu lắm. Vậy mà anh cứ tưởng Hằng không biết sợ gì chứ. Oh. Thôi để anh làm cho.
Lấy giùm anh chai thuốc đỏ. Dạ. Em đòi thuốc vô đây. Từ từ, từ từ. Dù dù vô. Thôi được rồi, được rồi. Đưa ra cho anh. Có cần hàng băng giùm không? Thôi được rồi đi anh. Anh sợ hàng băng giùm rồi anh xỉu, bắt công em phải cấp cứu. Anh học cứu thương hồi nào vậy? Lúc trước ở bên Úc, anh rất thích trượt tuyết. Dạ. Nên anh cũng phải đi học cho biết cách để tự sơ cứu mình. Đem dọn giùm anh nha. Thôi, được rồi, để anh. Em ngồi đó đi. Thằng tìm anh có việc gì không? Thằng đâu có tìm anh đâu. Hồi nãy anh hét to quá, mà cô thì đang giận. Là thằng sợ anh có chuyện gì, cho nên mới chạy lên đây á. Ra là vậy. Hồi nãy anh hét to lắm hả? Đâu có to lắm đâu, vừa đổ rớt miếng xoài của cô. Vậy mà còn cười được. Mà làm sao bị thương dữ vậy? Sợ y chút xíu thôi. À, mà hằng đừng có nói nha, mắc công má anh lo đó. Anh không sao thì tốt rồi. Thôi, hằng xuống ăn cơm tiếp à. Khoan đã, ngồi cho chút xíu đi. Sao, yên tâm chưa? Ngồi đi em. Chuyện hợp tác chơi Madame Đài Trang của anh thế nào rồi? Thôi, đừng nhắc chuyện đó. Anh đang nản đây. Bà bắt tụi anh làm theo cách của bà, thiệt chịu không nổi. Tụi anh rút rồi. Bây giờ không biết phải làm gì nữa. À, dù gì bây giờ anh cũng đang rảnh, sao anh không thử đi học về quản lý? Biết đâu sau này anh có thể tự quản lý nhóm nhạc của mình. Nếu anh chịu đi học, chắc cô Bích Ngọc vui lắm. Vậy không phải là mẹ con đỡ căng thẳng với nhau sao? Thật tình anh cũng không biết là anh có thể học được không nữa. Ừ, sao lại không? Nhiều người cho rằng quản lý kinh tế là những con số khô khan. Thật ra không phải vậy. Hàng có sưu tầm nhiều lớp học hay lắm. Ừ, tiếc là không có điều kiện để học. Hàng thích học thiệt không? Ừ, thiệt chứ. Vậy Hằng đi học đi, anh sẽ tài trợ cho. Sao được, Hằng còn công việc ở đây. Với lại tự nhiên đi học bằng tiền của anh kỳ lắm. Vậy thì anh bó tay, không giúp nổi cho Hằng rồi. Hay là anh mình đi học với Hằng nha. Trời đất, bộ Diễm Hằng tính tra tấn tôi sao? Hôm trước, bạn của Hằng có giới thiệu cho Hằng một số chương trình học hay lắm. Chút nữa, Hằng sẽ đưa cho anh xem. Đảm bảo với anh sẽ không thấy khô khan nhàm chán đâu. Vậy thì để coi coi. Mà thôi, để Hằng vào phòng lấy qua cho anh coi, ha. Diễm Hằng đề nghị cũng có lý lắm. Nếu mình đồng ý đi học thì vừa giải tỏa được căng thẳng với má, vừa giúp được Diễm Hằng đi học, tiện cả đôi được. Như vậy tại sao mình từ chối ta? Ok, con chịu đi học lại má cũng mừng. Tạm thời má sẽ gánh vác công việc công ty thêm vài ba năm nữa để con yên tâm học hành. Nhưng má có điều kiện. Điều kiện gì hả má? Con phải cho Diễm Hằng đi học cùng.
má không muốn con lại lừa dối má, tiếp tục lãng phí thời gian vào những việc vô bổ nữa. Đúng ra con làm nghề quay phim thì tốt hơn. Cái gì? Hết ca sĩ rồi lại quay phim? Má cấm mà nghe. Con giỡn với má thôi. Lúc nào cũng camera kè kè ở bên. Không là quay phim thì là cái gì nữa? Con đó, lúc nào cũng cà rỡn. Lần này má nói nghiêm chỉnh đó. Yes, madam. Còn nữa. Gì nữa má? Con sẽ không tự lái xe nữa, mà chú Phú tài xế sẽ phụ trách việc đưa đón con. Bó tay luôn. Nè, khi nào Diễm Hằng về thì nói vô gặp má nha. Dạ. Ê, bảo hộ đồng ý rồi. Đồng ý chuyện gì? Chuyện tụi mình đó. Chuyện tụi mình là chuyện gì? Em vô gặp má là biết liền hả? Thôi, má ai? Thì má anh chứ má ai. Đi, nhanh lên. Vô đi. Hehehe